tiên mà không có dịp đi qua đây chơi. Hôm nay đi rảnh đi. Bên có bán gì đặc sản gì không vậy? Không, bên Mỹ Quỳnh không có đặc sản. Bên đây có gì? Bên trồng rẫy gì hả? Ở vô nhà tao này kia hỏi thăm được không? Đi đò qua cồn có ba. Đất có nhiều đây, ví dụ như nền nhà, người có nền nhà với phỉnh gì đây, người đâu có trồng được. Nó trồng mỗi cái cây rồi á, trái rồi thôi chứ đâu có trồng gì cả. Trồng trong này trồng đá quá chứ anh. Lâu rồi. Ủa vậy là bây giờ bên đây nó không cho cắt nhà nữa không? Sợ gì để đây làm gì ta? Vậy là hồi xưa giờ mình ở đây không phải đất của mình sao? Đất mình, bây giờ ta đuổi nhà nước đuổi. À giải tỏa để người cho mình ở chỗ khác phải không? Ừ. Sao mà mình vậy mà nó quá đông. Theo đường này hả? Dạ. Theo đường phía trước này. Đi đường này. Đi khoảng bao lâu, bao nhiêu phút là tới dưới? 5 phút rồi, nhanh lắm. 5 phút mà. Nhãn chuột không? Nhãn có đặc điểm gì? Đối với cây xoài. À, cây xoài. Ở đây có
có học trường chứ? Học trường Nguyễn Hữu Cảnh. Nguyễn Hữu Cảnh là trường cấp mấy? Học không? Cấp 1. À, con học lớp mấy rồi? Con qua lớp 6 rồi. Lớp 6 là con đi qua xuyên học hả? Qua lý kẹt. À, qua lý kẹt học. Rồi đi dò mỗi ngày đòi học. Rồi, cảm ơn con nha. Mình mua lại hả? Mua lại đây. Chị nữa về đây nha. Đất đây lỡ rồi sao chú rồi đi di chuyển đâu? Có đâu có không chạy đâu đường, tại sao làm đường này kìa. Vậy hả? Làm đường hả? Đường mặt 3 mét. Chắc làm bờ kè. 5 mét. Ở là nghe làm bờ kè vậy hả? Đây, chiều bé gọn, không đường em chơi bóng. Chị tên gì? Dạ. Chị tên gì? Tên em hả? Chị á? Dạ, chị. Quán của chị Thị nè.
con học lớp 2. Có tên gì? Tên gì? Tên Hương. Hương hả? Hương. À, học ở đâu? Học lớp học Nguyễn Hữu Cảnh Hương á. À, cỡ bên này con thấy vui không? Dạ vui. Rồi mỗi ngày đi học đi tự đi bộ hả? Dạ. Vậy hả? Ăn dạ. Cơm ăn với gì? Ăn cơm ăn với cá bọng gừng gì đó. Vậy hả? Rồi đi chơi thì chơi đâu? Ở đây có gì đi chơi? Đi chơi vòng vòng đây nè. Vòng chơi mấy bạn xóm hả? Dạ. Rồi cảm ơn con nha. Dạ. Con tên gì? Áo đỏ hả? Con tên cá. Anh Quá. Quá hả? Dạ. Con lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2 hả? Con lớn hơn lớp 2 đó hả? Đây chơi vui quá ha. Dưới có bè hả? Dưới có bè phải không? Dạ. Nhà con đâu gần đây không? Dạ, có lớp. Nhà lớn quá ta. Là cây gáo hả các bạn? Có trái chín hả? Trái chín ăn được ạ. Người ở trong này không? Là cái còn giữa cái còn Phó Ba này với cái còn Mỹ Hòa Hưng là nước ở giữa thấy vậy chứ nó cạn luôn. Nó cạn luôn, nó mọc cỏ lên rồi. Bây giờ nó lên luôn rồi. Giờ tối phải đi cực đi sớm sáng đi ngoài ra ngoài đường này. Ra đó nó tắm bể tắm rồi. Vậy là tương lai chắc nó bồi giữa luôn quá. Bên đó lỡ lỡ chặn lắm chắc gì đó giờ ở ngoài lỡ. Dạ. Giờ bồi lỡ như là bồi giờ bồi nhiều lắm. Dạ. Giờ về đây ở. Rồi lỡ về qua đây. Qua đây có mua đất gì không vậy? Hay là qua ở đại vậy? Ừ, anh cho chờ. À, đó đất này gần chỗ này như bà mã thăm qua. Ở bên ngoài vậy đó. Dạ. Còn có ai ở? Có ai ở bản qua đây mua đất không? Có, nhiều lắm. Nhiều hả? Tại sao này có điện, có nước. Dạ. Yeah. Ngọc hả? Rồi, người đẹp là Ngọc. Ở còn có ba. Còn anh tên gì anh? Thông Hùng. Anh Hùng. Hai chồng hay là ở sớm? Được có. Anh chồng. À anh chồng. Có đó anh chồng đó. Giờ hôm nay khổ đúng không? Không ở đây lâu chưa? Trời ơi, lâu lâu rồi. Đợi cứu ông nội nó cố. Khổ giờ khổ gì mấy... người ta lo đi làm không nhậu khổ gì? Vì chú này bộ đội gì cũng chứng minh về đây không có ai làm gì cũng 4 năm đi muốn đất miếng về nè. Miếng về hả? Có đất ở đây rồi làm gì sống nè? Đây. Không mướn. Quan chợ làm. Đất đi. Ghe đò cái ghe đò á đi Bình Dương thành phố bằng ô đi đủ hướng tỉnh chứ bằng mướn mà bằng mướn rồi về vậy đó về đây ở đất đây ở đây nó còn khó mua bây giờ tại có điện cái nước có điện nước là có giá thì từ đó cho mình ở mình tính với như mua trồng cây vậy thôi chứ đâu có ở kia đó có ông kia ông mua đó ông mới ra nó thành lập trồng cây nhưng mà chưa mà đây có điện nước khó mua. Vậy là tính bán rồi mắc rồi. Là mắc là có nhiêu công chị? Không biết ra ngoài mà ông quỷ này bán. Thôi đi. Phải đặt đó con mua. Ông mày á. Chứ vòng vòng đây có không? Vòng vòng đây có không? Có. Biết đường này không? Đi ra. Thôi rồi. Bữa nào đi cũng qua đi. Qua chúng sớm đi, giờ đi chảy rồi vậy. Đi coi hả? Ơi, mà tự nhiên này các bạn. Để hái một cái chỗ trời còn chưa có. Ăn nấu gì chị? Nấu canh hay luộc? Trời ơi, nấu canh cứ ngâm. Bắt sôi phải không? Vừa bột vừa ăn đi. Vừa không? Xanh. Ừ. Sao vậy xanh lắm nha nhỏ? Hả? Hả? Chắc chắn lắm. Đi gần tới cuối còn. Đi gần tới cuối còn. Đi gần tới cuối còn. Đi gần tới cuối còn.
qua một cái đoạn đường cái cầu thủy gập ghềnh, đi gần cuối cùng để nhìn qua thấy Long Xuyên đó. Qua cái chợ Long Xuyên luôn, rất là gần.